Lúc chụp bức hình này là Trinh có quay clip lại nè. Mà sợ up lên là bị chúng sanh chửi. Đó là che vú không? Không, cái điện này thẳng xuống. Nè, đây nè, cái tay này á là cái này che vú đúng không? Rồi cái song tay này để xuống giống như nãy. Đó, đúng rồi, đó. Thả lỏng xuống đi, nó ôm nhẹ như vậy thôi. Rồi lên nhích lên chút xíu, nhích cái lên lên đầu vú chút xíu. Rồi ai đây 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 đi vô tay vú. Nhìn nó như sao thấy được. Rồi nó lên vú. Rồi cái này thôi. Rồi cho chụp bông hoa hồng chưa? Nhớ cái tay đừng có nhấc nha. Rồi nha. Nhớ cái tay đừng có nhấc. Cái tay trong này, cái tay này cái gì đừng có đụng lên.